Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2021, được phát trên kênh Rick Hughes. Theo lý giải của các chuyên gia, giá thịt heo hơi lao dốc thời gian qua chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh do tác động bởi đại dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các bếp ăn lớn đóng cửa. Ngoài ra, do các địa phương trên cả nước đã kiểm soát được dịch tả heo châu Phi, khiến tổng đàn heo hiện nay tăng khoảng 3,8%, dẫn đến cung vượt quá cầu. Còn giá bán heo hơi những ngày gần đây có chiều hướng tăng trở lại là do nhu cầu tiêu thụ thịt heo ở các địa phương trong cả nước bắt đầu tăng sau khi nền kinh tế bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thành sản xuất nếu chăn nuôi khép kín theo chuỗi, từ nuôi heo nái đến nuôi heo thịt là khoảng 45.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg, còn chăn nuôi phải mua con giống thì giá thành rơi vào khoảng 53.000 đồng cho đến 60.000 đồng 1 kg. Như vậy, với mức giá heo hơi trên thị trường hiện nay, người chăn nuôi khép kín chưa có lãi, phần còn lại thì thua lỗ nặng, khoảng cách tiếp cận được giá thành sản xuất còn khá xa. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành gửi lên cho biết, giá heo hơi trên cả nước ngày hôm nay biến động nhẹ, nhiều tỉnh thành vẫn tiếp tục đi ngang. Cụ thể giá bán như sau. Đối với giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 44.000 đồng 1 ký cho đến 46.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Yên Bái giữ mức giá 44.000 đồng 1 kg. Lào Cai chi nhận ở mức 44.000 đồng 1 kg. Hưng Yên bán với giá 46.000 đồng 1 kg. Nam Định neo tại mức 45.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Phú Thọ giữ mức giá 45.000 đồng 1 kg. Thái Bình ghi nhận ở mức 45.000 đồng 1 kg. Hà Nam bán với giá 45.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc neo tại mức 45.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Ninh Bình giữ mức giá 45.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang ghi nhận ở mức 44.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 44.000 đồng 1 ký cho đến 46.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Nghệ An rơi xuống mức 44.000 đồng 1 kg, ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Hà Tĩnh ghi nhận ở mức 45.000 đồng 1 kg. Quảng Bình bán với giá 45.000 đồng 1 kg. Quảng Trị neo tại mức 45.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Quảng Nam giữ mức giá 45.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi ghi nhận ở mức 45.000 đồng 1 kg. Bình Định bán với giá 45.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa neo tại mức 45.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 46.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk giữ mức giá 45.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận ghi nhận ở mức 45.000 đồng 1 kg. Bình Thuận bán với giá 45.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 42.000 đồng 1 ký cho đến 47.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 46.000 đồng 1 kg. Đồng Nai giữ mức giá 47.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ở mức 46.000 đồng 1 kg. Bình Dương bán với giá 46.000 đồng 1 kg. Tây Ninh và Vũng Tàu cùng giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg, đồng loạt ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Long An giữ mức giá 44.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp ghi nhận ở mức 45.000 đồng 1 kg. An Giang bán với giá 44.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long neo tại mức 43.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Kiên Giang
giữ mức giá 43.000 đồng 1 kg. Hậu Giang rơi xuống mức 42.000 đồng 1 kg, ghi nhận giảm 1.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Cà Mau bán với giá 45.000 đồng 1 kg. Tiền Giang neo tại mức 43.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 45.000 đồng 1 kg. Trà Vinh giữ mức giá 43.000 đồng 1 kg. Bến Tre ghi nhận ở mức 44.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng bán với giá 45.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay, không ghi nhận điều chỉnh mới về giá bán so với ngày hôm qua, cụ thể như sau. Thịt ba dọi bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 130.000 đồng 1 kg. Sườn da heo bán với giá 90.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai 135.000 đồng 1 kg. Đuôi heo ghi nhận ở mức 105.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 55.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo bán với giá 85.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Ông Lê Xuân Huy chợ hay, thời gian trước, giá heo hơi giảm xuống thấp là do lượng heo tồn đọng quá nhiều sau thời gian giãn cách xã hội. Gần đây, thị trường tiêu thụ đã ấm hơn khi các quy định giãn cách xã hội đã dần được dỡ bỏ, hàng quán mở trở lại, chợ đầu mối cũng bắt đầu hoạt động và chợ truyền thống các nơi đều mở trở lại nên nhu cầu có tăng hơn. Tuy nhiên, thực tế nhu cầu tiêu thụ của người dân hiện nay vẫn đang thấp hơn trước dịch ở mức 30% cho đến 45%. Về khu vực, tôi thấy những địa phương ở miền Bắc đang có nhu cầu cao hơn, không chắc là việc xuất khẩu sang Trung Quốc có tăng trở lại hay không, nhưng đây là nơi ưa chuộng tiêu thụ heo qua lứa nên việc tiêu thụ đã tăng dần. Còn miền Nam thường sử dụng heo trong chuẩn 100kg đến 110kg, tôi cho rằng những ngày tới, khi các hàng quán ăn ngồi tại chỗ và các chợ tiếp tục mở nhiều hơn, chắc chắn nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ tăng. Tuy nhiên, mọi dự báo cũng chỉ mang tính chất tương đối, bởi trong thực tế, nhu cầu tiêu thụ thịt của người dân cũng trong giới hạn nào đó, khó có thể tăng vọt trong bối cảnh này. Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, người dân khi thấy thị trường tốt hơn và giá heo hơi tăng, sẽ xả hàng từ từ, không như lúc giá giảm sâu mà tranh nhau bán ra, khiến thương lái càng ép giá và đẩy giá heo nhanh chóng xuống đáy. Gần một tuần nay, sau khi công ty chăn nuôi lớn tăng giá liên tục, heo hơi ngoài thị trường cũng đua theo mà tăng giá thu mua trở lại. Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo, giá heo hơi sẽ khôi phục mức 60.000 đồng cho đến 70.000 đồng 1 kg trong thời gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng 1 kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở mức 28 triệu con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi dự báo, giá heo hơi sẽ tăng mạnh trở lại khoảng 2 tuần tới nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Cục khuyến cáo các địa phương đã khống chế được dịch COVID-19, tăng đàn heo để bù đắp lại phần thiếu hụt cho các tỉnh phía Nam. Do đó, Cục Chăn nuôi khuyến cáo các địa phương đã khống chế được dịch COVID-19 đẩy mạnh khôi phục, tăng đàn heo và bù đắp lại phần thiếu hụt cho các tỉnh phía Nam khi dịch COVID-19 chưa được khống chế. Đồng thời, cần có hỗ trợ kịp thời về vốn để duy trì sản xuất, phát triển sản xuất để duy trì đủ nguồn cung cho tiêu dùng trong nước, một phần cho xuất khẩu. Về lâu dài, ngành chăn nuôi sẽ triển khai tái cơ cấu ngành chăn nuôi đến năm 2030, đạt từ 6 đến 6,5 triệu tấn thịt sẻ, trong đó thịt heo chiếm 60%, thịt gia cầm 30%, thịt gia súc ăn cỏ 10%, phù hợp với bối cảnh mới. Với tình trạng thời tiết hiện nay diễn biến bất thường, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp dập dịch, chỉ đạo các ban ngành chức năng, phun thuốc, tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại của các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn có dịch bệnh. Đối với các địa phương chưa phát hiện dịch tả heo châu Phi, phải chủ động tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc để xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra. Trong thời gian có dịch, các địa phương phải tạm dừng các hoạt động mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo. Ngoài ra yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 3 không, đó là không giấu dịch, không bán chạy gia súc và không vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường. Khuyến cáo người chăn nuôi cần nhập giống heo tại các cơ sở có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời tiến hành tổng vệ sinh môi trường xung quanh chuồng trại trước khi tái đàn, nhằm hạn chế mầm bệnh phát sinh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi.
hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Giá Heo Hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn có những buổi xem vui vẻ và hạnh phúc. Mến chào và hẹn gặp lại!